Ok, chào các bạn, mình là Linh đây. Để với clip này, mình sẽ review cho các bạn cái map Đền Cổ 2, là một cái bản nâng cấp của cái map Đền Cổ hiện tại bây giờ ấy. Chạy chuồn ngay, lag lắm, nên là cứ đứng ở dưới là mình dễ chết. Rồi nhìn các bạn là các bạn có thể hình dung ra là cái ô thế này. Cái khẩu súng mới kìa. Các bạn nhìn thấy khẩu súng nó cầm nó đỏ đỏ ấy. Giết con này đã. Rồi, ngon. Giết nó đi. Ui thôi. Nói chung là thằng kia nó cầm nhưng mà mình bắn phụ nó mất rồi. Thôi không sao, kệ đi. Tí mình sẽ rình mò để nhặt cái khẩu súng đấy. Bây giờ nhá, cái ở cái map này ở cái hòm hòm đạn ấy, hòm tiếp tế cơ. Bây giờ nó có súng mới rồi. Mình nhớ là mình nhặt được cái gì này. Các bạn nhặt nhặt được cả Fire Sterling này, khẩu bây giờ G11 này này. Mình cũng vừa nhặt được luôn đấy. Nó bây giờ nó thay đổi rồi, tức là nó không bây giờ không không có mấy khẩu súng như Uzi hay cái như cũ nữa, bây giờ nó thành nhiều khẩu súng mới rất là hay. Và các bạn đây, thằng này cầm súng ấy. Những cái chi tiết thì nó như vậy thôi và nó thêm rất nhiều chướng ngại vật luôn. Ui giết nó đi. Rồi ngon ngon, bình tĩnh bình tĩnh. Rồi súng 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 súng. Không nhận được. Mình nhớ ra mình vứt súng rồi mày à, nó lag quá các bạn ạ. Không sao, nhặt được súng rồi các bạn. Nào ra đây, không gì đây, 97 gì đây, không dịch được cái chữ sau là số 97 là súng gì đấy. Các bạn là dịch hộ với. Ôi, kiểm chỗ lag lắm. Nói chung là mình chỉ review qua thôi, vớ vẩn là nhặt được khẩu súng ngon này. Ui, được. Các bạn thấy cái tốc độ xả đạn của nó cực kỳ là nhanh luôn. Phải nói là mắc nhanh, uy lực thì cũng ok rồi. Và cái độ chuẩn xác của nó khi cầm nó mình cảm giác như cầm cái khẩu súng, cái khẩu cầm súng tiểu liên ấy, nó rất là êm, cực kỳ là êm luôn. Lắm quá. Nhảy hôm xong rồi. Ôi chua. Tính nhặt khó đạn mà nó không nhặt không chạy được. Và trong một cái băng đạn nó có 35 viên các bạn. Nghe rất là êm tai luôn, cực kỳ là êm tai. Cái đền cổ của các bạn đây. Giờ cái chuồng bây giờ nó nó thiết kế gần như kiểu cái chuồng ở trong cái map công trường 2 các bạn. Giờ nó rất khó bunny, vẫn là bunny được nhưng mà hiện tại là mình chưa học được kiểu bunny đấy. Thế mới cày. Ui té té. Cố lên 10 giây nữa các bạn ơi, 10 giây nữa. Thôi chết rồi, chạy. Thôi chết rồi, đùa. Tiếp theo của clip này mình sẽ làm review thêm một các bạn một cái map nữa. Mình vừa để ý là đây là cái map giống kiểu map khu vui chơi. Nhưng mà đây là khu vui chơi 2 á. Thì khu vui chơi 3 rồi các bạn. Đây là khu map phiên bản thứ 3 của khu vui chơi rồi. Ủa đây đây. Tao cứ à. Các bạn là cái map này mình thấy là về những cái bản nâng cấp này của nó thì nó về tư những cái họa tiết hoặc là những cái chi tiết cơ bản của nó giống như cái bản chính gốc của nó thôi. Bây giờ nó chỉ tập thêm là nhiều cái chướng ngại vật hơn này. Ui. Ok, cái nhà trong cái nhà bây giờ mình dường như không nhận ra là cái map khu vui chơi luôn. Cái gì này. Hay. Thang máy các bạn ơi. Rồi, thời đại bây giờ tiên tiến rồi các bạn, zombie rồi, không phải chạy bộ nữa, bây giờ phải zombie với người phải đi chạy thang máy các bạn. Lắm quá. Phải giờ mà vác mặt xuống dưới đất cái là thôi là ăn hành luôn đấy. Ô còn có thằng cầm shotgun vip kìa. Đấy, rồi xong. Yeah. Ngon. Cứ gặp tao khựa là phải gặp 9 ngày các bạn. Có cơ hội thôi chứ mà cảm giác mà nó kiểu bất ổn như kiểu đang lag thì thôi. Đâu to kìa. Mình thích nhất là cái thang máy này các bạn. Đây này. Yeah. Ok. Tức là khi các bạn chạy ngược đầu thì nó sẽ rất là chậm luôn. Hay vãi. Ôi ơi, rồi, to rồi. Rồi ngu rồi các bạn. Vấn đề đặt ra là mình rất là ngu.
Khi mà mình chạy ngược thang máy còn nó chạy xuôi thang máy. Chết rồi. Hôm sau mình sẽ đi một vài vòng cho các bạn xem cái map cũng được. Sao nhiều cửa sổ vậy? Mình nhớ là ở cái map cũ là chỉ có một cái cửa sổ ở cái ngách ở gần cái cây thông. Ấy, chạy chạy ngược chạy cùng dòng các bạn. Đấy, ngu rồi chứ. Mình đi ngược dòng của nó chạy xuôi dòng, nó chạy nhanh vãi luôn. Chủ quan. Nói chung là nhìn qua thì vẫn nhận ra là cái map khu vui chơi thật. Và thực ra nó rất là khác, nó phải để thay đổi đến phải 90% này. Rồi rồi. Xuống đây. Không chết. Ấy à, lì lắm. Ôi chết luôn. Những cái map mà bây giờ đặt ra nó kiểu rất nhiều tạo tạo điều kiện cho rất nhiều đây này. Rất nhiều cái chỗ để các bạn nhảy nhót này, parkour này. Và đặc biệt là nhiều cái chỗ kiểu cái kiểu sau này kiểu cái bọn Trung Quốc này nó kiểu thiên mạnh về cái kiểu parkour ấy. Kể cả cái map tập parkour cũng vậy mà. Giờ nó xây nhiều cái hài vậy. Không biết là nói chung là bây giờ shotgun mà shotgun VIP nó mới về Việt Nam thì các bạn phải hiểu nó rất là lâu nữa thì mới mấy cái tôi làm sao mà vẫn nhỏ như ngày nào. Mấy mấy cái map như thế này nó mới về Việt Nam các bạn. Thôi nói chung là chúng ta cứ biết biết vậy đã. Ấy, chỗ này hay này. Ủa, các bạn có thể để ý là cái khả năng hồi ép của con zombie giờ nó rút ngắn lại, giờ còn có 11 giây, 12 giây gì đấy. À, do gần ở đâu? Dead choi. Đôi. Vãi. Cao cao chẳng chết thằng nào rồi, mình sắp chết luôn, mình sắp chết luôn. Lạc quá. Vậy cào đúng cái chết luôn các bạn. Được top 2 rồi. Clip này mình sẽ cố gắng đua top. Cái map này mình rất là thích. Cái map khu vui chơi ở cái bản cũ ấy mình rất là thích luôn. Nhưng mà map này cố gắng đua top ấy. Hồi máu tiền đấy. À các bạn để ý là cái dân Việt Nam kìa. Có thanh niên Việt Nam ở đây. À lag ơi. Thôi để cho bạn tỏa sáng. Thực ra là đây mình lag khi mà có hiện cái bảng ở giữa màn hình. Mình không thể cử động được chuột đâu. có một thanh niên Việt Nam ở đây đấy. Thôi chắc là không nhận ra mình đâu. Wow, cái trượt trượt này hay vãi, mắc nhanh luôn các bạn. Nhưng mà Zom cũng vậy, Zom nó mà bật ép nó phi lên thì thôi. Các bạn xác định luôn. Xác định là chạy bằng niềm tin rồi. Đấy, 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 đấy. Giết. Đi thôi. Chuột, chuột, chuột. Mình không quen map này nên tôi bị vấp. Ôi, rồi xong. Cái map review vậy. Mình toàn kiểu không không quen cái vị trí của nó ấy, toàn vấp, vấp, vấp rồi chết rồi. Ok, đâu kìa, đâu kìa. Sao con VIP đấy? Tiếc là không rơi được. Ở Việt Nam cũng mới ra cái sự kiện quay tay để nhận cái shotgun VIP ấy. Nhưng mà thực ra là các bạn tỷ lệ hiến máu là rất là cao thì mới được các bạn. Hên lắm thì mới được sở hữu cái khẩu đấy vinh viễn. Cái kiểu que may mắn rất là kiểu củ chuối ấy. Cũng có vòng vòng quay số đấy chứ. Ấy, nhiều chỗ nhảy cực kỳ luôn. Nào. Bay. Ấy, nhiều qua cửa sổ luôn này. À, đấy, 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 đấy. Tổng rồi. Giết. Giết nó. Thôi xong. Vâng, hai thằng nó ra rồi, chết tươi con đời ơi. Tôi cho mà nó kiểu thích mỗi cái thang máy này thôi chứ còn về nhiều nhiều nó nhiều cái mình còn chưa khám phá hết được. Ok, để phát này mình sẽ cố gắng tập trung đánh cơ thể hơn chứ không còn bị vấp chết chết kiểu ngu người quá. Ui, nhảy qua được này. À, không qua được, nó bị vấp ở vấp đầu bạn. Rồi đâu em à? Nhặt mấy bây giờ cái chơi kiểu lượm hòm cũng hay các bạn. Bởi nó nhiều súng mới nó ra những cái khẩu súng khác rồi nó không như kiểu như phiên bản cũ nữa. Đấy thằng đâu. Ô.
đồ to. Giết. Vãi. Xả cái đống đạn của con Viket. Con tàu này lão thôi. Nhiều chỗ thủ cực kỳ lên, các bạn để ý rất nhiều chỗ thủ luôn. Không qua được, mình tưởng qua được. Vẫn có mấy cái hòm quà này, cổ hòm quà to cổ cha luôn. Được to này, không hiểu sao được to này. Này, chỗ này chả có chỗ nào nhảy qua nữa. Thôi, chỗ này để mình tạch luôn. Được này, cái chỗ này mình chưa vào, cái chỗ này mình chưa vào này. À, sang đây. À, bắn dử đạn như thế mà cuối cùng nó bắn vẫn chết chứ đùa. Nào, ra đây, ra đây. À, đầu xít, đầu xít, đầu xít. Đầu xít, trời ơi, hết sọt luôn. Ui, chuồn, 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 chuồn. Đồ đó. Thôi xong rồi. Mình chạy ngược đường. Lại ngu rồi. Ai được. Tôi đám vui này. Ôi có khi là cái clip về review về cái map gì đây. Khu vui chơi 3, phiên bản 3 đến đây là kết thúc. Nói chung là vẫn được top, giành được top theo kiểu rất là ngu người. Các bạn xem clip và cho mình cảm nhận về cái map này nhá, và cả cái map đền cổ 2 nữa. Bye.